Bây giờ góp cái khẩu trang Lộc ơi. Tôi đi một vòng coi. Giờ phái đoàn đi về. Nghiệp ở dọn rồi tôi tổng chào hả, tổng chào lá này luôn lá em biết của ai nè, của bà già chồng em luôn á. Cô đi cô ơi. Giờ chuẩn bị đi xuống ha, xuống nào về, không phải đi về đi ăn nhậu nữa, đi nữa đi nhà khác. Rồi còn ai chấm nó không? Còn chủ nhà nữa. Còn chủ nhà đó không? Chị với lát chị với chủ nhà. Không, còn chủ nhà. Ông chủ nhà ông đi luôn một vợ. Vậy mình đợi đi luôn không? Mày sao không á nè. Vậy mình đi luôn đi. Mình đợi giỏi thì luôn đi. Tao đang nói chị với cô mày nè. Em chạy xe tôi đi. Còn mày đi luôn đi. Sao cậu? Chị trước đây nó bắt thăm ở nhà Xuân Phong, nó mà đúng vậy. Cái cô cây mà bây giờ cái được mẹ chiều nay bán cơm luôn. Không á, không chứ tôi ở lại đâu là cho nó gần. Ê chú nè. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ê chú Phật ơi, bà quấy Phật ơi, thấy cưng quá hả? Nó cưng quá hả? Chú chưa? Em chạy đi qua đó hả? À, đi với em hả? Rồi chưa? Còn ai đi nữa không? Hả? Từ từ mới xuống con. Bắt cửa xuống luôn đi. Đúng rồi. Cầm đứng nó sao? Dịnh nó xuống. Ủa trời ai bỏ dép đâu? Lại là mất kiểu đó nha. Dép của thằng Sư Mô. Ấy không phải Sư Mô. Dép này của ai? Đi về luôn. Cho nó đồng cái vỏ.
ăn luôn đó. Ăn luôn à. Cái thân chính công của tôi. Ê bắt cười nghe thấy cưng không? Bà này nhỏ quá tới chịu sinh. Lột dép mới lên bờ. Ê ta trả khách cho mày nè. Đi chơi về nữa nè, đi xuống đây thì lại hết nhà người này tới người kia, vui quá. Tiếp tục. Có nãy từ đâu mang giúp mày. Đi xe dùm về vỏ. Cái này là vô người ta nói là đi chợ nắng nha. Đừng có thay. Mặt đỏ là phải nói chợ nắng, đừng có thay đâu. Bây giờ nó đi chợ nắng đỏ mặt chứ đừng có thay uống bia gì nha. Chưa ăn uống gì chưa? Chưa ăn uống chưa uống chưa? Dạ. Nó đi trời nắng nó đỏ mặt chứ nó ăn uống gì chơi á. Phải để cái chỗ nào mà nó hấp dẫn nhất. Chế quay nhậu ở đây rồi còn quay nhà, quay trình thăm mới đừng quay nhà em. Gắn tôi khúc đó. Mà chứ phải nhà em. Trời nhà em vậy đó. Vậy đó, quay vậy đó mới đặt gũa. Vậy đó chứ phải nhà, nhà em vậy. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Nước không? Không được không? Rồi 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 rồi. Chứ không bệnh thì cũng uống được. Mình cứ chú hổ cái lên đây kênh mà. Chú hổ không biết được. Làm hết đây chứ đấy. Đây là cái nhà của hai Nhật. Dạ. Vậy mới vui. Dạ. Chú Tư ổng nhớ con rồi. Vậy là vui lắm rồi. Quay lại để lại kỷ niệm nhiều khi 5-10 năm nữa mình vô mình xem mình có. Dạ. Đó. Có bụng nữa hả Sumo? Để nó ăn có miếng à. Ba con được cái lô mới. Đây có con lớn nè. Ba mua là giả lên là đủ thấy hơn một liền mua luôn mà. Ba mua cái ba. Ba hai cái bảy à. Con mới bà không mua để thấy là mua để đưa về chứ tư ba dẫn á. Nói chứ tôi cường với bé mà.